quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ mở một cái series mới. Và có vẻ như các bạn nói trời, tựa game này rất là lâu rồi và tựa game này hiện đang rất là hot hiện nay. Và phải nói là đây là một tựa game mà hiện tại đang đem lại doanh thu rất là cao cho cả Ubisoft. Tuy nhiên thì có nhiều điểm mình không thích cho lắm, tại vì nó giống như là một cái mình cũng nghĩ chưa game chưa hoàn gọi là hoàn thiện cho lắm. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn chơi tựa game này để xem cái nội dung nó sẽ ra sao. Và trong quá trình mình chơi mình sẽ có các bạn và chia sẻ với các bạn nhiều hơn bằng cách quay clip như thế này. Và nếu các bạn nào thích và ủng hộ mình trong cái series này, các bạn hãy cứ nói mọi ý kiến, mình sẽ thu nhận trong phần comment bên dưới. Ngoài ra mình cũng có một cái page nhỏ, gọi là một cái group nhỏ, thì các bạn có thể vào đó và mình tham gia bình luận thảo luận về tựa game này hoặc là tất cả những gì mà bạn muốn nói về mình. Thì cái link nó sẽ vẫn mình sẽ để trong phần description phía dưới, nên các bạn nào muốn tham gia các bạn cứ bấm cái link phía dưới các bạn sẽ được tham gia thôi. Hiện tại là mình có cả Hitman luôn rồi. Thì Hitman hiện tại nó vẫn còn đang có cái khóa bên ngoài và nó bảo là còn phải 1 ngày 3 tiếng 33 phút 45 giây nữa thì mới xong. Thì hiện tại là game có lẽ là ngày mai mình sẽ quay tựa game này khi mà ra luôn. Nhưng mà hiện tại thì chưa, mình đang cố gắng mình đợi luôn, mình đã đào sẵn luôn rồi, đào xong hết luôn rồi lần khác. Hiện tại là complete luôn rồi. Game này khá là nhẹ. Ok, vậy bây giờ mình sẽ quay lại cho mình vấn đề chính luôn là Thomasy The Division. Ok, mình sẽ vào game ngay bây giờ luôn. Thì game này hiện tại là mình vừa mua sau ngày ra mắt. Cho nên cái vấn đề game này mình đảm bảo làm đầu tiên thì mình lại không đảm bảo được lắm. Có lẽ là cũng đã có 2-3 người gì đó đã làm trước đông mình rồi. Cho nên game này mình làm hơi chậm, hiện tại tới ngày hôm nay mình mới quay được. Tại mình còn một số công việc cá nhân nữa. Mới lại cái game này mình cũng hiện tại là mình mua sâu cho nên mình không quay được. Lúc đầu mình còn tính quay trên Xbox One. Nhưng mà sau đó nghĩ lại thì bây giờ mình lại mua trên PS4 thì nó sẽ hay hơn. Cho nên hiện tại là các bạn đang thấy, là bản PS4. Cho nên mình thấy là bản PS4 có độ hòa có vẻ nhìn ổn hơn là so với Xbox One. Nếu mà so sánh giữa các bạn ba thế hệ thì trong ba hệ thì chỉ có PS4 là hệ console mình thấy chơi trò này được chút thôi. Xbox One thấy cứ nhìn cứ sao á. Ok, lên tí nè. Broker outfit. Nếu như mà mình đăng nhập vào Ubisoft Club mình sẽ cái áo này. Thôi khỏi tạm thời đi. This Black Friday, you can sleep in. Black Friday all over the region. Retailers are calling this their super. 149,000 stores offering millions sales of dollars in the cash sales changing hands. The stores. The flu season is off to its earliest start. Appears to be a previously unknown variant of the flu, really? Suspected case catching many experts off guard. Today I was feeling like maybe I was... Back on the breaking news, leading with unconfirmed reports of a smallpox outbreak is a highly rehearsed scenario. And National Guard units converging no on a hospital in central Manhattan. Bridges are closed. It's smallpox is a very real more danger. More deaths than AIDS. More than Ebola. There's not enough vaccines. Let me stop you there. This is not a panic situation. An entire American city. Known as the green poison, Central Park has been converted to a mass burial ground. Power outages, gas line leaks, fires. The government's expecting another night of widespread looting. The people of New York are begging for more cops. Any available units? Fire and help to the first responders are either dead. No resources available. They treat them like animals. It's not a job. We're not trained for. When we were activated, we knew the situation was bad. Worse than anyone knew. We're an elite, highly skilled group of embedded agents. They only call us when everything else has failed. We have no rules,
We have no limits. Our job is to protect what remains. We are your co-workers. We are your neighbors. We might even be your friends. But when we get the call, we leave everything behind. We are the Division. What the fuck? Mẹ, mình chơi da đen hả? What the fuck? Thương hoặc... thằng châu Á nè. Thằng này mình nhớ. Cái thằng này giống như Far Primal nè. Hèn chi hai game này đã gần nhau vậy. Có chơi nữ thử coi. Hair đồ để coi. What the fuck nữ? Được á, cái đầu này được á. Xem cái đầu nào được không? Nhìn mấy đầu này tục quá ba. Skin tone sáng hơn coi. Đó, vậy coi. Irish color. Mắt luôn. Mắt xanh, mình thích mắt xanh. Hair thử coi. Còn đầu nào không ta? Tởm vậy. Còn nào hay không? Thôi để mình chơi mail đi. Mặt mấy thằng này nhìn tục quá ba, nhìn nó ngáo ngáo rồi sao sao á. Ôi thằng này ngáo bạo luôn á ba. Đâu, đâu, nhìn thằng này nè, đâu, what the fuck. Ông này còn đỡ nè. Đông lắm, mình như là mình chơi trong lúc mà ra mắt hay sao á. Lúc mà ra beta á, là mình chơi với ông đó. Ôi thằng này nó da nó trắng bóc luôn. Giống bên người Anh hay gì. Thì cũng được nè. Đó, giờ chơi hair nữa coi. Tính chơi gái mà nhìn gái hôm nay xấu vái. Đầu cũng đẹp nè, đó, đầu, đó, đầu này đẹp nè, đó, undercut. Facial hair. Chơi màu gì ta, cũng đẹp. Mình chơi thích chơi bạch kim nè, đó, đâu rồi. Đầu nó ngầu á. Râu ri thì nó hơi nhiều nha. Nhiều quá. Vừa vừa thôi. Như vậy đâu không ta? Vậy thì hơi quá. Mình thích có râu hơn. Marking score sẹo nè. Thôi mình sẹo nhìn xấu quá. Thôi nghỉ. Sẹo nhìn tục quá. War paint. Nếu mà giữ cái đống này mà cho tới hết game thì nó hơi kỳ. Tattoo. Xanh xăm, có gì xăm ngon ngon không? Đù xăm cái gì đây, Nguyễn Đầu Long thì cổ, duyên chơi vậy ba. Đù cái này được, cái này được luôn, được nốt. Mà xem có cái nào đẹp hơn không ta? Mười mấy cái rồi mà. Chờ cầm Mỹ luôn mới ghê chứ. Ôi nhìn kỳ quá ha. Hơi nhìn hơi kỳ nên mình quay lại cái trước đi. Mặc dù mình không biết là gì nhưng mà nhìn nó vẫn đẹp. Đó. Nhưng mà nhẹ xuống tới. Bất bỏng hơi đó. Vậy được rồi. Phụ kiện nè. Phụ kiện gì ta? Bông tai nữa hả? Ghê vậy. Ồ này được á. Nhưng mà cho mình thêm cái phòng ngay cái miệng dưới không? Mình thích chơi 2-3 cái rồi. Yes. Vô luôn. Vô game. Nhìn mặt mình ngầu quá ba. Đâu. Intelligence system analytic computer was activated. All ISAT systems are confirmed online. Công nhận nhìn đồ họa cũng ảo thiệt. Cover, bấm X đi là vô cover. Rồi nha, để mình chỉnh cái tốc độ quay đó, nhìn nó khó quay quá. Camera aim sensitivity tăng lên cỡ 30 coi.
chậm quá. Button play out, aim inverse, press to print. Ok. Nói chung cái này cũng không có gì gọi là xấu cho lắm, nhưng thấy được. Sao nó cứ chậm chậm hay sao? Camera chắc lên nốt luôn. Aim test the primary weapon. Đồ. Hồi mình thiết nghĩ là mình nên chỉnh mẹ nó lên tới 100 luôn đi. Thấy nó vẫn cứ chậm chậm thế đấy mà. Chậm thiệt, mình thôi mình chơi mà mình phải cái gì đó nhanh nhanh lên tí, bấm rồi quay này nọ nhanh thì mới chơi được chứ. Đó phải vậy nhanh đúng không? Đó. Switch to your sidearm. Đâu, sidearm nằm đâu? Bấm nút nào? Ủa, bấm nút nào ta? Double tap to equip your sidearm and bấm. Bấm này bấm nào ta? Ủa sao nó nhìn nó bấm không được ta? Hồi nãy mình rút được cái sidearm rồi, tự nhiên cái nút ở bên đây cứ khó bấm thế đéo nào. Bấm phải double tap nữa hả? Ok, ngon luôn. Chuẩn luôn, safe house. Đi ra hướng safe house, đi hướng nào ta? Để mình đi hướng này thôi coi. Rồi. Khu này chắc mình nghĩ cũng an toàn thôi chứ cũng không nói đâu nào. Má cái cầu nhìn đã quá, không biết có đi lên đó được không ta? Má nhìn gameplay mà test từ hồi E3 tới giờ á, mình rất là thích và mình muốn lên cái chỗ đó thử xem sao. Nhưng mà có vẻ không biết nó có lên được hay không nữa. Đó, tới đây nè, đó, chuẩn luôn. Check in with JTF. Vô. Lên chứ. Safe house. Hiện tại là các bạn đang nghe cái giọng nói của thằng này. Ủa, cái gì đây? Nhà vui vậy? Có nhiều thằng quá vậy? Đã. Đã thế. Giờ làm gì đây? Safe house, make contact with the division agent. Fire law. Oh, we're losing this whole neighborhood. Rioters are moving through in force and headed this way. Put your people there. I see someone else got the call. Major Fei Lau, division. Activated the same time as you, part of the second wave of us going in. I don't know what happened to the first wave, but unfortunately, there's still lots left for us to do. We don't have much intel, and we don't have the luxury of failure. Not with Manhattan under lockdown and Brooklyn on the brink. People like me and you, we're what's left to hold the line. With any luck, we'll have more to go on once we rendezvous with the commander. More about the situation, who's turning the streets into a war zone, anything that's going to help us do what we're supposed to do. And if you'll excuse me, Lieutenant. Officer Hazen and his team are handling situation reports. If you're looking for a hotspot, that's who you want to talk to. Complete your activation at the terminal to enable Directive 51 operational status and equipment. Okay. Và mình phải nói là cái khung này nó cũng đồ họa nó khá ảo chứ. Và mình vừa nói chuyện với bà đó xong và có lẽ mình phải đi làm cái gì đó. Ồ, giờ mình phải xác nhận cái danh tính của mình. Ok, mình muốn tham gia The Division thì các bạn phải làm chứng minh nhân dân cái kiểu. Thì cái kiểu này giống như là các bạn đang làm một cái chứng minh nhân dân cho bản thân mình vậy. Không, mình như 2016 là thẻ căn cước mẹ rồi. Ok, nhận nhiệm vụ nè. Request Situation Report. Quá chuẩn luôn. Nên đã vậy ta, má đã vậy. Cái đây restock hả? Restock luôn. Lấy hết. Má cái thùng restock mà nó giống như là thùng thùng đá, nước đá vậy á. Tại sao restore Brooklyn retrieve food supply. Chúng ta phải đi lấy food supply. Ok, không thành vấn đề.
Tất nhiên rồi, giờ đây mình nó kêu là mình đang rời khỏi chỗ mà an toàn thì tất nhiên là phải ra khỏi chỗ này đâu, phải nó hết an toàn rồi. Ok, để lên chỗ này coi. Sao? Giờ mình ở đâu ta? Oh, cái gì đây? Secure area. Cái quái gì vậy? Mấy cái này nó yếu yếu hay sao á? Ủa này, không này bạn không phải địch. Đây, thằng này mới địch nè, đó, lấy hết. Xem coi giùm ta. Thường trong đồ, nó nhớ cái game này nó giống kiểu RPG. Nó là RPG chứ không phải là một game TBS bình thường. Như các bạn nói, nó nếu mà giống nhất là nó giống Destiny. Giống y chang luôn, các bạn chơi này phải online hoàn toàn. Hầu như nếu các bạn không online là bạn không chơi được luôn á. Và game này thì phải nói là nó chắc nó loại trừ 100% hack rồi đó. Hòa luôn. Ôi mà game này nhìn đã chứ. Nếu mà so với PC á, mình cũng có một bản để chơi trên PC. Và mình có test trên PC thì được một cái PC được cái là nó Ê sao cái nút này nhiều lúc nó cứ lẫn lộn nha. Thì các bạn trên PC nó chạy lên được tới 60 FPS. Và chơi nó nhìn rất là đã hơn so với này. Thì là cái máy của mình thì chơi trên PC thì mình được on high 60 FPS, khá là ok. Còn trên đây thì nó lock 30 FPS chứ không phải là 60 FPS. Cho nên nghĩa là mình những tập sau mình sẽ quay khoảng 30 FPS được rồi, để mình render nhanh hơn cho các bạn coi. Cho nên các bạn nào thấy mình ok thì các bạn cứ nói cho mình trong phần comment bên dưới để tại vì á là mình quay hiện tại là mình quay với dạng là kiểu như là quay với dạng là nếu mà có 60 FPS nó sẽ quay 60 FPS, và nếu mà 30 không thì nó sẽ bây giờ từ rồi. Thì có nghĩa là mình quay trước giờ những game nào thậm chí là cả 30 FPS mình vẫn quay với dạng là 60 FPS. Thì thực chất nó cũng không có khác hơn gì nhiều, nó cũng chỉ là khiến cho mình tốn dung lượng hơn thôi. Cho nên tựa game này nếu mà mình muốn làm cho nhanh á thì mình nghĩ là mình sẽ quay 30 FPS luôn. Thì tất nhiên thì chất lượng nó cũng vậy thôi, nhưng mà các bạn lúc mà các bạn coi á nó sẽ không có hiện lên chữ 60 FPS cho bạn thôi. Thì thực chất thì game này nó cũng đâu trên PS4 nó không có chạy 60 FPS, cho nên nó cũng chả khác gì nhiều. Tại cái file raw thậm chí nó cũng đã không phải 60 FPS rồi. Tab bên này để dùng nó chuẩn luôn. Thì lúc đó mình sẽ quay một hộp nó không được rồi, nhưng mà mình đảm bảo là bitrate cao, nhìn rõ chi tiết này nọ các bạn, đúng như tiêu chí trước giờ luôn. Ok, select mission. Có mission nào không ta? Ok, standard gear. Ok, chọn nè, đó. Được cái nó chỉ đường khá là dễ, thậm chí nó không có đường chỉ đường này, nó đi rất là khó. Mà đi chỗ này sao đi ta? Standard gear. Đâu ta? Cái này là gì vậy ta? Nhìn nó cứ tục, giống cái lồng nuôi chó quá hả? Các bạn như không có trong đây. Mình phải đi vòng đằng sau hay sao ta? Thì mình nghĩ là vậy, chứ giờ nó cũng không có đường đi rồi. Thì tại game này thì nó có hai cái thể loại level. Một cái là để mình coi nhiệm vụ nào khác không ta. Safe house có fast travel nữa, là game này mà không có fast travel đi hơi bị mệt luôn á. Fast travel matchmaking, Plymouth Rock. Side mission, có hai cái side mission nè. Có nhiệm vụ chính không ta? Cái này nhiệm vụ phụ hay chính nè? Mình cũng không rõ nữa. Như chỉ lấy đồ thôi. Còn nhiệm vụ á là nó phải chắc mình nghe là về đây nè. Restock. Mình nghĩ là vậy. Không biết đúng rồi nữa ta nha. Safe house, quay trở về safe house, fast travel thử coi.
Còn hai kia tại nó do mình nghĩ là chắc do là nó là nhiệm vụ phụ, side mission. Thì cái là mình sẽ làm sao khi mà mình rảnh mình sẽ quay luôn. Hoặc nếu mà mình làm sao mà nó được đồ này nọ thì mình sẽ up lên cái bản chính luôn, là mình chỉ quay nhiệm vụ chính này nọ cho nhanh. Tại game này thì mình biết là như mười mấy tiếng rồi, chứ quay nhanh. Standard gear. Và trong đây vẫn hiện tại là vẫn chưa có cái gì mới vậy ta. Thì mình thấy là vậy. Brooklyn take team up with another agents. Cái này là mình kiểu matchmaking á, là kiểu như mình muốn làm nhiệm vụ mà co-op này nọ. Option abilities. Đâu abilities to equip a skill. Có một kỹ năng mới, medical tech. Mình là thích medical hơn. Ok. Một cái boost được nè, đó, chuẩn luôn. Thì tại giờ hiện tại cũng có một cái đó là còn gì nữa là inventory. Nói chung thì mình sao không thích cái cây này nhỏ lắm nha. Nhìn nó cứ yếu yếu sao. Cái gì? Gear render. Ồ, đồ cũng nhiều nhưng mình không có ráp được. Nhìn thấy giờ không biết không lấy ráp được đó. Ok, có lẽ mình nên nghĩ là mình nên đi tiếp đi. Thì mình nghĩ chắc lấy cái, nó kêu mình đi lấy cái standard gear hay gì đó, mình nghĩ là vậy. Ok, đi. Ra hướng nào ta, quên tiêu rồi. À đây. Nhiều lúc lâu quá lẫn lộn luôn. Standard gear. Ít ra thì mình thấy cái bên trên PS4 thì á, là nó đồ họa nó nhìn đỡ nhạt nhẽo hơn so với Xbox One. Tại mình có chơi từ game này, chứ mà các bạn thấy mình quay beta stream á, là trên Xbox One thì các bạn thấy như thế này thì nó khác nhau rất là nhiều, khác nhau một trời một vực luôn á. Khác lắm luôn. Như vậy hay là nó nhìn nó màu sắc rất là nét hơn so với bên Xbox. Nó không nhạt như bên Xbox. Hình như thấy mẹ mình luôn, thấy mình luôn rồi còn gì nữa. Sao cái cây này yếu yếu sao, mình thích cái cây nào bắn mà ổn hơn cái cây này. Kỳ dân chơi. Dân chơi núp lùm mày, núp lùm. Ok đi. Mấy này có đồ, mỗi lần nó có đồ rớt thì nó hiện cái này lên. Ok. Và thanh niên kia chạy quá lẹ luôn. Standard gear nắm đâu trời. Vậy đi hướng nào ta? Ui giờ nó chỉ gì nhưng mà đi hướng nào mới được tí thôi. Chỗ này leo trèo được không ta? Leo rào chắc nhìn không đâu được đâu. Chỗ chặn rồi, rõ ràng là nó chặn rồi, gọn như nó ta. One way, chỉ có một đường đi duy nhất thôi hả? Má, mà đi hướng nào trời? Má chẳng lẽ leo rào? Khó vậy? Standard gear, mình nghĩ là chắc nó kêu mình đường đi làm side quest á. Rồi kéo ngay chỗ này. Mà muốn ra được cái chỗ này chúng ta phải đi cái thường. Bên đây hả? Bên đây có đường nữa hả? Bên nào ta? Nên mình đi qua đây thử coi, xem chắc có. Hiện tại bên đây hả? Nhìn là thấy không có đường đi đó. Để mình chạy ra cái chỗ side quest mình làm luôn thử coi. Bây giờ chỉ có cách đó chứ không có gì hơn á. Standard gear. Nhưng mà mình nghĩ là chắc phải standard gear, phải cho mình cái gì đó để mình bắn. Tại mình nghĩ là nó bảo là standard gear mà, là phải lấy rồi mình mới bắn được chứ hả? Chơi như đồ đạc hay gì đó. Wow, sao kẻ xấu đầy nhóc rồi. Có cái nút mà mình muốn kiểu như là vừa lại cái nó tự auto loot đồ luôn không? Má tiện lắm luôn á. Standard loot rồi. Kỳ đây, cái xe là có giống xe không ta? Mình nghĩ là không. Cửa này cũng không mở được luôn. Ok, chắc là không có rồi đó. Nghĩ là mình nên
cái side quest này đi. Đó, chuẩn luôn. Giờ là cái game này có cái thiết kế map cũng hay á. Thiết kế map là lạ, kiểu như là các bạn cứ bấm cái nó liên kết giữa trong game với liên với cái map này cũng đẹp. Ok, và chúng ta chuẩn bị gần tới rồi. Find the stolen morphine. Cái nhiệm vụ này hình như trong beta không có, nhưng nhìn thấy cũng hấp dẫn đó chứ. Secure the area. Ồ, quá dữ. Đường mình nhìn giống như Black Ops vậy ba. Đù 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 đù, nhìn mấy thanh niên kìa. Đù, xả đạn là đó, đó xả đạn. Xả đạn nhiệt tình nhau. Đó, mấy cây này nó có cả độ recoil, độ giật. Cho nên các bạn gặp phải bắn vừa xả. Shut that door. Shut that door. Chuẩn mẹ. Ok, chuẩn quá luôn. Để lấy đồ nè. Đâu rồi, đồ mới rớt ra đâu rồi. Đó, chuẩn luôn. Đâu còn nhiệm vụ là new objective. Hold the area. Chúng ta phải trong vòng 1 phút 20 giây nữa chúng ta hold chỗ này. Ui, nó tới. Ủa, mấy thanh niên chạy đâu vậy? Tới sân chạy luôn rồi ông nội. Không biết là có hồi máu không ta, mình nghĩ là có nhưng mà chắc cũng... Oh wow. Căng gì dân chơi. Căng gì dân chơi. Nghĩ sao vậy dân chơi. Đúc cái đầu lên. Bự vậy ba. Đây là còn 2-3 thằng nữa nè. Đó, tới đi em. Đồ dây dắt cái đó, dắt cả người thân vô nữa hả? Xong nào lên cái vậy? Nhưng mà xa quá ta. Chắc mình nghĩ là mình nên đợi nó lại gần thêm một tí. Giống cỡ như thằng này đi. Đó, má như mình không hiểu sao má để vậy mà còn mất máu nhiều hơn hồi nãy nữa. Ây, có người phụ, có thằng mấy thằng JDF vô nè. Đó, ngay đầu. Lại đây là ngay đầu. Sao em có muốn ra luôn không? Man, trốn trong đó mà còn đút cái đầu ra nữa, lộ cái đầu ra. Fail vãi. Bộ lay hết. Sau này lúc này không lấy không được ta. Side mission xong là level up lên level 2 rồi. Ngon quá. Làm tiếp cái bên này rescue civilian. Giải cứu dân thường ha, nhiệm vụ khá là hay. Nghe là thấy má giống anh hùng rồi đó. Vô. Không có chỗ nào rồi. Supply đồ không. Khu này nhìn đã vậy. Nhìn ngầu lắm luôn. Đây xuống đây, chỗ này có đường xuống nè, đó. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Đó, giờ chúng ta tương tác cái nè. Và chúng ta phải đi vào cái tunnel này. Cái hầm. Để coi, đẹp thế. Cứ mình thích cái đời liệu sinh ở chỗ là cái nó có hệ thống hầm nó cũng khá là hay, giống như GTA 5 vậy. Ngoài trên mặt đất không thôi nó cũng chưa đủ, nó có cả hầm nữa. Hầu như các bạn nào coi beta stream của mình thì các bạn sẽ thấy nó có hầm khá là nhiều và hầu như lần trước mình chơi là toàn là xác chết ở dưới đó không. Quá nhiều là khác luôn á chứ. Toàn xác chết mà nó cuốn lại như bánh cuốn vậy. Lên. Wow, sao mình vẫn chưa thấy gì mà nó bảo level 2 luôn. Có bom không ta? Critical hit chain threat. Ok.
Có bom không ta? Đây để chọi nè, cái nè. Ăn cái nhẹ đi. Ô. Ô, chuẩn luôn. Ê, nó ra nữa, nó ra nữa. Còn nữa. Chưa hết, chưa hết. Ủa sao cây này ít đạn quá vậy? Rồi chung không móc một giọt luôn. Hay, chuẩn quá. Nhưng mà hết bom rồi. Chắc mình phải đi tìm bom này nọ. Multi kill nhân 1 được tặng 10 SP. Được tặng, vãi cái được tặng. Machine gun ammo. Thằng này không có đồ nghề gì hết vậy. Ồ, cái khu này đã quá vậy. Là mình nhớ hồi mà kiểu Watch Dogs này nọ. Cái thiết kế này hay. Nó bảo là cái tỷ lệ mà giữa cái thành phố thật của nó Manhattan với cái dung nham này nó rất là hay. Cho nên mình cũng muốn thử side mission complete. Hey, game này có lẽ mình sẽ tốn rất là nhiều thời gian đây. Tại vì nó không đơn giản, nó cứ phải làm nhiệm vụ thường không, mình phải làm hết cái nhiệm vụ side quest nữa. Thì nó sẽ hay hơn mình nghĩ là vậy. Ủa cái đường nó mất tiêu rồi. À đây. Chúng ta phải treo qua chỗ này. Đó, lên luôn, xuống nè. Mình nhớ cái chỗ này. Nó nằm trong Dark Zone. Fall damage. Má nhảy xuống vậy mà cũng fall damage nữa hả? Má ngoài đời mình chạy như đúng rồi luôn á. Má thằng này không có tố chất làm assassin rồi. Má nó nhảy xuống chút xíu mà là fall damage. What the fuck. Ok. Mình nghe trong khu này không có ai luôn, chắc nên đi luôn. Water Street. Ồ đẹp quá. Ít ra mà thấy đỡ hơn với Xbox. Mặc dù mình xài nhưng mà mình thấy nó cứ sao. Giờ mình thấy tại sao là nó ra game trước một ngày luôn rồi đó. Beta trước một ngày rồi, mình nghĩ chắc không vấn đề. Hoặc là nó không có chi tiết nhiều, hoặc là những cái gì cần sự chỉnh sửa nhiều hơn so với bên PS4 với PC. Ngoài ra cái nút bấm nó cứ sao ta. Sao có nút nào mà giữ luôn á ta. Kiểu như chạy mà nó giữ luôn á. Ok. Thấy kỳ. Press the sprint. Need it to hold down your sprint control. Only need it to spread the button. Hold down, nghĩa hold down nó sẽ hay hơn ta. Ở cái này nó còn tệ hơn cái nãy nữa. Biết là vậy nhưng mà nó kiểu như là nãy là phải press cái nhẹ thôi nó sẽ đi luôn. Nhưng mà thấy cũng có khác gì đâu ta. Tại vì mình lúc mà mình giữ nó không có giống như mấy từ game bắn súng nha. Là mình giữ cái chứ còn mình thả nhẹ ra cái là nó tắt luôn. Hoặc đè kiểu như đè phải đè nhiều. Đến chưa ta. Safe house. Report. Vô report cái nhẹ. Side mission complete nè, đó. Giờ chúng ta report chúng ta được khoảng được 2000 mấy kinh nghiệm rồi đó. Level 3 luôn, chuẩn luôn. Thôi mình nghĩ là mình nên restock lại cái đã. Resync stitch fully stock. Sẽ có đồ gì để lấy không ta? Inventory 6.000 items. Mình vẫn không thích cây đó cho lắm. Burst fire cây này đi. Để coi xem còn cái gì đặc biệt không. Equipped gear. Protected armor này đi. Armor này luôn đi. Armor. Có đồ tốt, ngu dụng xài. Chuẩn luôn. Thế mình biết cái game này hình như phải level 20 mấy nó có mới có kiểu như là mạnh nhất á, nhớ là mạnh. Thì tại là trong cái single mình được level 3, còn Dark Zone mình chưa có vô, mình mới level 1, thậm chí mình chưa làm gì hết. Đi tiếp. Biết rồi, khỏi phải nói. Resist search. À kiểu như nữa là lúc mà mình chạy á là mình đè, nhưng mà lúc mà các bạn thả ra thì bên dù mình bắn súng này nọ nó vẫn giữ cho bạn chạy. Tuy nhiên bên đây nó cứ phải đè mà phải về đè dữ lâu, hơi mỏi tay một tí.
Thì không sao, đi luôn. Và cái game này thì nó, hay mình thấy nó cũng, cái cốt truyện nó cũng đem là một sự thật, hình như là chuyện này dựa trên sự kiện thật. Tức là chính phủ Mỹ sẽ mở ra một cái dự án, nếu mà xảy ra như hiện thật á, là nó sẽ giống như The Division theo đúng nghĩa đen luôn á. Thì hình theo mình biết là hình như cái dự án nó dựa trên dự án có thật, chứ không phải là dự án giả mà Ubisoft dựng nên. Thì nếu như mà hàng có thật thì kiểu như là giờ thế giới mình chắc cũng giống như vậy, giống như bây giờ luôn á. Đây, sẽ kill the parking lot. Hostile. Ok ok ok. Đâu. À đây. Mình chọi cái nhẹ. Thì mình thấy này, cái game này so với hồi mà nó giới thiệu, mình thấy nó không giống cho lắm. Các bạn thấy là hồi nó giới thiệu nó chịu giống như một cái game mà kiểu như là TBS mà bắn súng, đó là game chiến thuật mà bằng TBS vậy thôi. Còn trong đây thì chả khác gì hết, bộ game bắn súng và TBS khác hơn nhiều, rất nhiều so với hồi mà beta, ở lộn mà hồi E3 giới thiệu này nọ. Cái cây này burst fire, chứ mà cái cây mà automatic là các bạn bắn là bắn liên tục, đè luôn cây là nó nã liên tục luôn. Còn cái này là burst, bắn theo kiểu nhấp tự nhiên. Cứ bắn một lần thì nó nhìn nã lần hai ba viên. Còn có thằng thôi đó, không biết này đục tường không ta. Ê, đục được. Ồ, mình đoán đúng ra đục được luôn á chứ. Không viên đùa. Ồ, còn thanh niên. Bắn cái gì? Reach the parking garage. Rồi đi. Brooklyn Dispatch, this is Division Command. We've got an agent incoming to assist at the 84th, but all entrances are blocking. Tụi này không có rớt chóp đạn nữa nha ta. Whoa. Mấy cái này mà thành sự thật chắc mình chết luôn á. Đái ra quần luôn á. Đâu đây coi. Đó, đây. Headshot ngay mà. Tố lần xa gì sao mình bắn rồi mình lại quay lại gần rồi đó. Warning. Nữa hả? Bộ ghê lắm sao? Wow. Ê, thanh niên này đâu đây vậy? Ôi, bắt thanh niên lù xuất hiện tục vậy ba. Quánh cũng quánh hụt nữa ba. Ngáo đá, level mát luôn. Ồ, coi thằng ngồi bắn rác vậy sao? Chết ngay, biết ngay. Gì vậy? Còn sâu nữa hả? Ôi, spawn ra tục vô nổi. Cái gì vậy? What the fuck? Ủa cái quái gì vậy? Nó chửi phát chết luôn. Tục giọng nói. Cái gì đây? Gì tục quá vậy? Trời ơi. Má bắn vậy luôn á mà nó đậm một phát chết luôn. Má kỳ vậy. Ra giờ bố mày ra bố mày bắn chết mẹ luôn. Má nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy? Nói tự nhiên mấy thằng này nó ăn hơn nó, tự nhiên nó spawn lúc đầu là nó spawn đằng kia mà sau cái nó spawn chỗ khác. Là mình cứ tưởng nó spawn chỗ đó, nó không có spawn chỗ đó nữa, mình xong lên luôn. Rõ ràng mình thấy mình đang chơi The Division mà nó mời gửi invite Grand Theft Auto. Vãi thật. Giờ này với các bạn hôm bữa mình cũng đã nói cái bên the fuck? Spam á trời. Hiện tại hôm bữa mình cũng nói trên cái Facebook cá nhân của mình á, là mình rất là ghét spam. Spam như mình rất là sẵn sàng add friend luôn á. Nhưng mà spam game thì rõ ràng mình thấy rất là vô duyên. Rõ ràng như điển hình các bạn vừa thấy luôn á. Mình không muốn nói thẳng mặt nhưng mà nói kiểu này thì hơi kỳ, nhưng mà mình rất là ghét cái lần khác. Các bạn thấy có vô duyên mức độ mà mình đang chơi The Division các bạn. Thì tại trên đây nó hiện rõ hết á, là mình đang nó hiện rõ là profile đang chơi trò gì. Rõ ràng mình không chơi GTA mà cứ mời GTA hoài, các bạn thấy phiền chứ. Nhưng mà mình cũng không để ý mấy, nhưng mà mình cũng chỉ muốn nói là các bạn nào nó có PSN hay Xbox Live mình làm ơn để ý một tí thì nó sẽ hay hơn mà so với việc là các bạn cứ mời spam liên tục. Và điển hình các bạn như rồi, không phải là một lần đầu nữa, lần trước mình bạn hình như là spam mình hai ba lần luôn rồi, chứ phải spam mỗi lần không phải ít nữa. Ít cũng phải 2-3 cái liên tiếp.
Đấy, chắc má đưa anh friend quá. Má thanh niên cầm súng này má chạy lên trên luôn, ghê chứ. Ồ, cái gì đây, cái gì đây? Vậy mà cũng đòi bắn hả? Đó, chết ngay, nhưng mà hết đạn, gần hết đạn rồi, chúng ta còn 200 mấy viên. Cái này cứ burst, khó bắn quá. Ok đi. Chết hết rồi. Xong lên anh em. Mỗi lần gì cộng 9 kinh nghiệm, đó, chuẩn luôn. Giờ chúng ta sẽ xuống cái nhà xe để lấy đồ ở kiểu Secure the parking garage. Ủa, nhìn cái vậy không ổn rồi đó. Nhưng mà có hộp đạn gì để cứu sống đời mình không ta? Đây là đằng kia thôi coi. Không biết là sợ mình, sợ nó tràn ra. Cần gì tràn. Ê, nó bắn gì, nó đánh gì mà cũng trúng nó sao? Tột vậy. Ê. Wow, cái gì vậy? Ôi, nó chọi bom nó mới tục chứ. Không có nút chọi lại luôn hả? Ồ, căng thế. Căng thế mấy thanh niên. Mới gặp nhau lần đầu mà. Ồ, mới gặp nhau lần đầu bắn rác nhau thế. Chơi lầy vậy luôn á hả? Nhìn mấy thằng này giống như mấy thằng ngoài chợ vậy ba. Đồ tục quá ba. Nữa hả? Chọi bom hoài giống nổi. Đây chọi đây, sẵn thủ sẵn có bom rồi. Ơi. Mấy mày làm tao bắn chọi bom luôn thấy không? Má tục quá. Nó chơi bom khói, bom mù mà. Ồ, mình còn đúng một cái medikit thôi đó. Như cái này nó được cái mạnh hơn, nhưng mà bị cái là nó bắn burst thôi, hơi khó bắn tí. Ôi, cái nào chọi thông minh như này luôn á. Chuẩn mẹ nó nấu luôn á. Chọi thẳng lên nóc vậy á, tục vãi. Ra đây mày, ra đây. Checkpoint, không checkpoint mới lạ. Lấy hết. Cứ close hết cho tiện. Sau đây có cái nâng cấp nào mà auto loot luôn không? Đi ngang con sát nó loot luôn. Cho nó nhanh. Chúng ta phải đi tìm con tin. Giải cứu con tin. À, chúng ta là bật vụ Black Ops. Đi giải cứu con tin. Locker room. Giữ ta. Nữa hả? Mình còn có 120 viên thôi đó. Con nào nó... Nó kìa. Chứ không thấy mình đâu ha. Hình như phải vô căn phòng mà để coi. Căn phòng ha, để mình chỗ bom vô thôi. Nổ đi em, nổ đi em. Nổ chứ, sao không? Chạy là chết mẹ với anh mày. Cái gì? Sao nó mờ ghê vậy ta? Thấy cái gì đó không ổn. Checkpoint, free the hostage. Đâu. Hai này phải không ta? Xong chúng ta không cứu được hai này ta. Cái này cứu theo thứ tự. À không, có cái nút bấm, đúng rồi, cái nút bấm. Đó, hai ông nội nè, chắc mình nghĩ là hai ông nội này nè. Đúng rồi, chuẩn luôn. Swap the upper floor, chúng ta đi giết hết trong đám upper, trong đám tầng trên. Nhưng mà từ từ để mình đi kiếm đạn cái đó. Với cái số lượng đạn như thế này mà cân cả team khúc trên là hơi kỳ, hơi khó. Tôi lại không có ai trên đây. Người ta có. Ủa, mấy cái thùng rác. Má, ngoài đời làm thốn team, đau team vãi. Má, đụng vô cái thùng rác văng ra tụi nó phát hiện. Đồ, bị phát hiện bởi thùng rác. Nice. Ủa mà áo xanh mà ta. Áo xanh mà. Hèn chi mình đứng đó mà nó không phát hiện tục vậy. Đây. Nguyên đám kìa. Đó đang tới kìa. Level 3 luôn mới ghê chứ. Chết.
còn thanh niên ngáo đá đang chạy tới. Đó, này thì level 3. Ôi mấy người này thông minh vãi luôn á, nó canh lúc mà mình đang nạp đạn không à. Đó, chết đi, đúng rồi, chuẩn luôn. Lấy đồ rồi đã. Submachine gun. Ồ, rác quá. Không biết bắn mày này sao nữa ta. Ủa mày này nào gì nó như mấy thằng què á. Đi rồi, nhìn nó đi rồi. Nó nhìn đi như què dòi á ba. Mà bắn thì lúc nào cũng có súng nha. Má dân chơi giờ đầu tư vãi. Mấy này kiểu như cái này thí nghiệm mình nên lần sau kiếm bạn bè vô chơi chung sẽ hay hơn. Matchmaking. Thì tại là mình có matchmaking với nếu mà mình chơi trên PC á là mình sẽ matchmaking với Thông. Tại Thông có mua giờ này trên PC rồi. Nó ra nữa kìa. Ồ mà nó muốn chết nhảm thêm lần nữa đâu. Bắn rác thế. Rác quá. Gần hết đạn nữa chứ. Má còn 60 viên phải xử xong 3 thằng. Má căng vậy. Căng gì bé. Đó, chết ngay. Có đạn không ta? Nãy mình có một số công chuyện nhưng mà bây giờ quay trở lại với cái nhiệm vụ mình đang làm. Và nó bảo là mình phải neutralize the leader of tụi này. Giết hết tụi, phải giết cái tụi lãnh đạo của tụi phản động. À, lên. Morning. Hostiles detected near mine. What? Có nhìn thanh niên ngáo vãi chưởng đứng trước mặt nó mà nó không thấy luôn. Wow, chạy bom. Càng vãi. Thường mấy tụi này chơi toàn bom mù không. Cái này mình nghĩ là xông lên hay gì đó. Bắn căng thế. Thiết nghĩ như thằng này mà level cỡ 25 chắc khó bắn. Giờ bom nữa hả? Đâu rồi? Lên nóc nhà là bắn không nha. So với bên S1 thì các bạn thấy là bên PS4 là độ họa nó chi tiết hơn nhiều. Ba cái texture các bạn như thế rồi. Mình nghĩ là nếu mà lên cỡ mà S1 mà bông tuyết như thế này chắc cũng giảm nhiều. Lên, không thể nào bắn, không có cover như này. Bắn cái gì? Á, à, chọn bom nữa hả trời. The Division. Thanh niên cầm bom. Này thì cầm bom. Nạp đạn cái nhẹ coi. Chảnh chó con. Wow. Các bạn tụi này nó đang rất là nghiêm túc luôn á. Bắn tới khi mình chết tới cuối cùng luôn á. Đâu, ra, đó. Chuẩn luôn. Ủa sao cái này chơi bom vậy hả? Ôi, thanh niên. Trời ơi, cho bò vậy. Má nhìn cái máu đó kìa. Má tột vậy. Không nói mày, tao nói thằng kia. Rồi, thằng vàng đó rồi. Sao bị máu của cháu vậy? Máu của cháu bị cháy bắn ngáo. Thiệt tình luôn hả? Rồi, chuẩn bị lát có người bị unfriend rồi con. Hay, rõ ràng các bạn thấy luôn, đây là cái ví dụ điển hình luôn á. Má, thậm chí mình không có chơi Gata nữa, mà nó cứ mời nãy giờ luôn. Còn nếu mà bạn đang coi mình đang chơi á, nếu như clip này lên thì mình cũng xin lỗi luôn á, là mình không thể unfriend bạn nữa. Tại rất là phiền và mình cảm thấy bạn có phần hơi quá rồi đó.
rõ ràng các bạn nào xài BSN thì các bạn sẽ hiểu rõ là việc người khác đang chơi như thế nào. Các bạn chỉ cần lên profile các bạn thấy người ta đang chơi gì rồi. Mà mình thấy bạn không phải là lần đầu tiên mà bạn cứ gặp mình online là trời spam mình bao một đống luôn, chuẩn cơm luôn. Không muốn unfriend nhưng mà đành phải unfriend. Để nó xuống nào ta. Má cái gì vậy trời, The Division. Má mình là một cái gì ta, The Division Agent. Mà nhảy xuống thì trên cao xuống chưa chưa được người khỏi 1 mét nữa. Mất máu, nice. GG. Weapon Tutorial. Đi tới Manhattan, đù ghê vậy. Manhattan là hình như ở New York. Chuẩn mẹ nó luôn. Và như bạn thấy đây, New York đã lụi tàn sau một cơn Black Friday. Thiết nghĩ lần sau Black Friday các bạn ở nhà đi để mình đi mua được rồi. Đó, điển hình duy nhất đó luôn á. Black Friday nên ở nhà đi mà ra là nhiễm bẩn, nhiễm bụi gì á. Over there. There's a bar behind that building. Best whiskey sours in Manhattan. If we take this city back, I'll buy you a drink. Sorry. I mean, when we take it back. Here it comes. The rest of us should be in this chopper. Can't believe it's finally happening. Found out a little more about the first wave. They're all
together, right now. JTF 68 to tower, visual Hudson. Yeah. Two division agents on board. The explosion was their right in. Okay, clear to land. JTF 68. Usually you need some time to know if you can count on someone. Well, we're out of time. My bet's on you. It has to be. I hope to God I'm right. Welcome to Hudson Piers. I'm not sure what you're looking to get out of this. Everything behind this gate is a goddamn war zone. So who's in command here? Captain Benitez was in charge. He was leading ops in the post office, but we lost contact when he left base this morning. V still radio silent by tomorrow. There's talk of pulling out. No one's pulling out. We're taking this city back. Get whatever gear you need. I'll catch up with you. Good luck out there. Y'all made it. Và hình như là hồi nãy là con nhỏ nó có nói là nếu mà mình lấy lại khu chợ lớn đó, không phải khu Manhattan cho nó thì nó sẽ mua mình cho ly nước, cho nên để mình nhắc bà lại luôn, có gì chị mua em Starbucks nha, em không có uống Phúc Long đâu, cảm ơn. Nhưng có vẻ trong hiện tại là bây giờ bà ở trong trạng thái không được ổn cho lắm, cho nên thì mình sẽ đi luôn. Và có lẽ cái khu mà bắt đầu chính thức của mọi chuyện, nhưng mà mình sẽ tạm dừng ở đây và mình sẽ quay trở lại với tập sau. Và khu này thì mình biết là trong beta là các bạn đã thấy rồi và không có gì để lại lắm, mình nghĩ là cái nhiều mấy những điều đầu tiên thì mình nghĩ là cũng sẽ giống như cái hồi beta, và mình nghĩ là game này nó sẽ dài lắm chứ không phải là ngắn, tại vì mình biết mình coi walkthrough ít nhất cũng phải khoảng 16 tiếng, không phải ít, và nãy giờ chúng ta mới làm được khoảng 1 tiếng thôi, cũng chưa phải gọi là gì là nhiều, nên nếu chưa kể là cái động cái thời gian chơi của người ta chơi nhanh nữa thì càng không phải là dễ. Và mình phải cố gắng kiên nhẫn cho tựa game này, và tức là mình phải quay hàng ngày luôn, thì tức là hàng ngày đều phải có báo cho các bạn coi, cho nên thì các bạn là động lực lớn nhất để mình quay clip. Cho nên nếu các bạn có đóng góp ý kiến hoặc là những gì các bạn cần nói thì các bạn cứ nói trên fanpage của mình, hoặc là mình có một cái blog nhỏ thì các bạn cứ lên đó và các bạn chia sẻ ý kiến của bạn về cái cách quay game cũng như mọi thứ mà các bạn muốn góp đóng góp ý kiến. Thì mình sẽ cố gắng nghe hết và cố gắng thêm sửa đổi trong thời gian tới. Và ngày nào mình sẽ dừng ở đây. Và chị hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sau, tập sau. Bye bye bye.